Hello, xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em về được một bộ Shure QLD Beta 87A ha các bác ha. Đây là một những dòng cao cấp của Shure nha các bác. QLD ha. Đây là đời mới digital nha các bác. Đây, hàng rất là đẹp các bác ha. Các bác có thể xem đầu thu đây và tai mic ha. Model là QLXD ha. Đầu là đầu Beta 87A, hàng rất mới rất là đẹp nha các bác. Đây ha, đầu thu đây, tai mic đây các bác ha, tai mic cũng còn rất là đẹp nha. Model là QLXD, đầu Beta 87A ha các bác. Đây là dòng đời mới nha các bác, sóng của nó là sóng digital rồi ha. Đây, đầu 87A cũng rất là mới rất là đẹp luôn nha. Tất nhiên dòng này thì đây là model cao cấp nên nó được sản xuất ở Mexico nha các bác. Shure thì những cái model cao cấp nó sản xuất ở Mexico, còn những cái đời thấp thấp thì nó sản xuất ở China nha. Hàng rất là đẹp nha các bác. Đây, sử dụng hai viên pin 2A nha. Và đây các bác, Made in Mexico nha. Đó. Model QLD sản xuất ở Mexico. Hàng rất là đẹp các bác ha. Đây là đầu thu này ha. Ha. À, phụ kiện đi kèm thì bao gồm là anten ha. Rồi adapter auto volt. Bên em tặng kèm là chống lăng và jack ha. Jack cắm. Để cho các bác xem phía sau của đầu thu nha. Đầu thu còn đẹp lên keng nha các bác. Này, đây phía sau của đầu thu nha các bác ha. Made in Mexico nha. QLD. Rồi, bộ này giá của nó là 23.500.000 nha các bác. Hàng đẹp lên keng. Giá 23.500.000 các bác ha. Rồi các bác đã có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Cam kết là hàng chuẩn, hàng xịn, đẹp, nguyên zin, chưa qua sửa chữa nha các bác. Rồi cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.